Hello cả nhà. Hôm nay gia đình ẩm thực USA lại quay trở lại và giới thiệu thêm một món, đó chính là mì gói xào bò. Trong món này thì với công thức của mình, món mì gói lại ngon tuyệt mà khi chúng ta ăn thì sợi mì vẫn còn dai và rất là ngon các bạn ạ. À. Cũng như ở đây, mình gấp thử từng sợi mì những cọng mì vẫn còn dai và rất là ngon. Nhưng nó lại không dính lại với nhau nha các bạn. Nó rơi ra và rất là thấm gia vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn thật chi tiết về nguyên liệu và hiệu mì mà chúng ta sẽ dùng. Ở đây mình sẽ dùng là cải bó xôi. Và cải bó xôi này các bạn lưu ý mình sẽ rửa cho thật sạch. Tại vì cải này nó có nhiều cát lắm Rồi mình sẽ mua là bắp non Bắp non thì mình dùng là bắp lon nha các bạn Con mi gói thì mình sẽ dùng hiệu này Rất là ngon luôn Và nó có bán ở trong chợ Mỹ Còn thịt bò thì mình uh, dùng loại này Nó gọi là rib eye đó các bạn Thì loại này là thịt bò đã rút xương rồi Nhưng mà một chút xíu nữa thì mình sẽ lát nó ra miếng mỏng để xào chung vô mì thì rất là ngon mình xin nói lại phần bắp non thì mình mua hiệu này bắp non ở trong lon nhưng các bạn biết không hiệu này á à, được làm tại việt nam và nó thơm mùi bắp lắm nó không có giống như những hiệu bắp lon khác tiếp theo nữa là mình sẽ dùng cà rốt hôm nay mình mua được cà rốt này nó còn luôn cái lá nè các bạn thật là tươi và ngon lắm. Trong món mì gói này thì mình thích dùng rất nhiều hành lá và mình sẽ dùng những cọng hành lá cũng hơi to. Còn cải bó xôi thì các bạn rửa sạch cải sẽ như thế này nè. Trong món mì này thì dùng cải bó xôi là ngon tuyệt luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chế biến phần bắp non, mình chỉ chẻ đôi phần bắp non thôi. Đó, bắp non mà mình chẻ đôi ra rồi, các bạn nhìn gần. Nó rất là ngon luôn, mà nó thơm mùi bắp lắm nha các bạn. Tỏi thì mình sẽ đập dập và mình băm nhuyễn Sau khi băm nhuyễn xong phần tỏi thì mình cũng sẽ sắc luôn phần hành tím Các bạn cứ sắc mỏng như thế này Để một chút nữa mình phi hành tím nó cũng thơm hơn Nhưng mà nó cũng không dễ bị cháy khét còn hành lá thì các bạn cứ cắt nó khoảng chừng 2 lóng tay Cái bó xôi bạn cắt cỡ chừng khoảng 3 lóng tay cải hôm nay mình mua rất là tươi và ngon các bạn à con cần và cà rốt thì các bạn sẽ cắt giờ chúng ta sẽ lấy sơ của cái cọng cần đó các bạn trẻ nó như thế này thì mình sẽ tuốt được cái phần sơ rồi sau đó thì các bạn cứ sắc mỏng miếng nhỏ vừa ăn theo như sở thích của gia đình mình tự vì trong món mì gói xào bò này á thì các bạn nên cho thêm phần cần này vào thì giúp cho thịt bò nó sẽ thơm hơn mà chúng ta ăn mì gói có nhiều rau củ quả thì nó cũng đỡ ngán đấy nha các bạn bây giờ mình sẽ sắc miếng nhỏ vừa ăn theo gia đình của mình còn gia đình của các bạn thì các bạn cứ sắc tùy thích ha cà rốt thì các bạn cũng bào cho nó mỏng rồi mình cũng sắc ra uh, những miếng nhỏ vừa ăn Đây là miếng thịt bò mà mình đã giới thiệu nè. Rất là ngon, chúng ta mua loại rib eye như thế này đó thì thịt nó cũng lẫn mỡ nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ lát đi cái phần mỡ này mình bỏ bớt nè. Rồi ở bên trong cái này là miếng gân luôn đó các bạn. Nó bọc cái miếng thịt đó thì ăn nó rất là dai cho nên mình sẽ lát luôn cái phần đó mình bỏ. Rồi bây giờ thì các bạn cứ sắc miếng thịt bò nhỏ vừa ăn để khi mà chúng ta xào đó thì nó cũng dễ thấm hơn. Các bạn sắc một miếng cỡ như thế này thì là vừa nha các bạn. Các bạn biết không, thịt bò ở bên Mỹ này thì ngon tuyệt vời. Nó rất là mềm, dù là các bạn mua bò loại nào. Nói chung là bò bên đây rất là ngon các bạn ơi rồi bây giờ mình sẽ ướp vào đây là một muỗng canh vung rượu trắng nha các bạn rồi một muỗng canh vung đường sau đó là một muỗng canh vung dầu hào một muỗng cà phê bột niêm nấm Dầu mè thì các bạn cho vào tí xíu, tự nhiên nhà mình cũng không thích dùng dầu mè nhiều lắm. Cho nên mình chỉ dằn vào đây là tí xíu thôi nha các bạn. Sau đó là các bạn cho luôn tí tiêu vào luôn. Còn đây là dầu hành phi, mình sẽ cho vào đây một muỗng canh để cho nó tạo thêm mùi thơm khi mà chúng ta ướp thịt bò đó. Rồi mình sẽ cho một muỗng cà phê tỏi tươi đã băm. Sau đó, mình sẽ trộn đều những nguyên liệu này cho thịt bò thấm nha các bạn. Hôm nay mình dùng uh, tổng cộng là 500g thịt bò thì cách ướp của mình là sẽ là như thế này. Các bạn chịu khó um, coi theo chi tiết uh, cách ướp thịt của mình thì các bạn làm ra nó sẽ rất ngon. Bây giờ mình sẽ đi uh, để cho thịt bò nghỉ khoảng chừng 15 phút. Thì trong thời gian này mình sẽ luộc mì Các bạn nhớ là hiệu mì gói này á Thì là mì gói của người Hoa Nhưng mà mình thử dùng hiệu này á Mì gói rất là ngon Khi nước sôi á các bạn chỉ bỏ vào và trụng khoảng 30 giây Thì các bạn vớt ra Vậy là mì nó đã vừa chín Rồi chúng ta dùng luôn phần nước sôi này Chúng ta sẽ luộc rau Các bạn cho vào tí xíu muối Cả bó sôi đó thì các bạn chỉ bỏ vào và chúng ta luộc rất là nhanh khi mà cải dừa xanh à, mới vừa sống thôi thì mình sẽ gấp cải ra rồi mình cho luôn phần cà rốt và cần vào đây mình cũng luộc sơ luôn nha các bạn khi mà nước vừa sôi trở lại thì chúng ta sẽ gấp cà rốt và cần ra liền tại vì nếu mà các bạn để luộc lâu á, thì nó sẽ bị mềm xuống và nó sẽ không ngon nữa Chúng ta muốn giữ độ ngọt và giòn của rau cải thì chúng ta chỉ trụng sơ mà thôi nha. Bây giờ mình sẽ đi phi luôn phần hành tím. Thì chúng ta cho tí xíu dầu và cho luôn hành tím vào. Sau đó thì các bạn nhớ là mình phải sẽ bớt lửa rồi các bạn cho tí xíu tỏi vào trong đây. Chúng ta sẽ thắng tỏi như thế này nó sẽ giữ mùi thơm hơn. Rồi các bạn dớt lấy đi phần cái Sau đó mình chừa lại cái nước dầu Mình sẽ làm nước sót nha các bạn Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh nước tương 3 muỗng canh dầu hào Nước xốt này thì công thức của mình làm rất là tuyệt vời Nếu các bạn nào cũng thích ăn món mì hoặc bún như gia đình của mình Thì các bạn nên thử nha Và mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường một muỗng cà phê bột nêm nấm sau đó các bạn cứ khuấy cho nó đều lên. Khi nó sôi nhẹ trở lại thì là đã xong nha các bạn. Chúng ta sẽ để phần nước sốt này vào trong phần rau cải luộc mà hồi nãy chúng ta đã làm đó. Và vắt ráo nước rồi đó. Bây giờ mình sẽ ướp luôn cái nước sốt đó vào trong đây. Các bạn ướp sơ như vậy thì cái rau cải luộc nó cũng đã thấm cái gia vị. Thì khi chúng ta cho vào mì nó sẽ ngon hơn bây giờ mình sẽ xào luôn phần thịt bò nè các bạn để cho chảo dầu thật nóng mình cho tí tỏi và cho luôn phần bò vào nha các bạn khi mà bò bắt đầu hơi hơi tái tái đó thì chúng ta sẽ cho nó qua phân nửa chảo rồi chúng ta cho luôn phần nước sốt mà hồi nãy mình mới vừa làm đó vào trong cái phần uh, phân nửa này nè sau đó các bạn để cho nó cháy lên nó nóng lên đó rồi các bạn cho luôn cái phần thịt bò mình trộn chung vô như thế này thì mình làm như vậy á cái thịt bò nó sẽ được cháy sén và cái mùi nó cũng thơm hơn bây giờ á, thì nó mới vừa chín tới nè nó đang còn tái nhưng mà nó rất là thơm các bạn à mình sẽ gấp luôn cái phần thịt bò này ra và mình giữ cái phần nước sốt này mình sẽ bỏ bắp non vào trong đây và mình xào Các bạn không cần phải xào bắp lâu đâu. Mình chỉ bỏ vào và mình để cho nó thấm gia vị như thế này khoảng chừng 1 phút thôi. Rồi mình lại cho phần thịt bò đã gấp ra trở lại vào trong cái chảo này. Chúng ta chỉ xào sơ. Lúc này thì mình đã tắt bếp rồi nha các bạn. Tiếp theo đó là mình cho luôn phần hành lá vào trong thịt bò và bắp nè. Đó các bạn chỉ đảo nhẹ sơ sơ như thế này. Nhưng mà cái chảo nó còn đang nóng đó dù là nhiệt độ nó đã được tắt rồi. Nhưng mà cái độ nóng ở trong cái chảo nó vẫn còn, nó làm cho hành lá vừa chín tới thì rất là thơm luôn. Các bạn cho một ít nước xốt vào trong à, cái chảo lớn như thế này rồi chúng ta cho phần mì, sau đó chúng ta lại cho thêm nước xốt lên trên. Các bạn cứ trải cho nó đều ra rồi các bạn cứ trộn nó lên. Sau đó các bạn cho luôn phần rau củ quả mà mình cũng đã ướp sơ qua gia vị rồi đó. Các bạn cứ cho vào và các bạn cứ trộn đều lên. Rồi cuối cùng là các bạn cho luôn phần thịt bò bắp với lại um, hành lá vào nè. Vậy là món mì gói xào bò của mình cũng đã thực hiện xong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip ngày hôm nay của mình. Hãy like, share and subscribe để ủng hộ cho channel nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. See you next time. I wish you had a great day. Bye.